Quý vị thân mến, người trẻ có bị hấp dẫn bởi nghệ thuật hát sẩm hay không? Để biết được câu trả lời, chúng ta hãy cùng thử đến với một chương trình có tên gọi Say Sẩm do các bạn sinh viên của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tối qua. Trong một không gian gần gũi thân thiện, nhiều bạn trẻ đã hòa mình vào các hoạt động đa dạng gắn với sẩm tàu điện, đậm chất cổ xưa của một Hà Nội 36 phố phường. Không có sân khấu hoành tráng, sân khấu của Say Sẩm được làm trong không gian nhỏ của quán phố hàng với khung cảnh Hà Nội xưa. Cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, phương tiện di chuyển của Hà Nội chủ yếu là xe tay kéo, tàu điện. Trong bối cảnh đó đã sản sinh ra sẩm tàu điện. Đây cũng chính là chất riêng của sẩm Hà Nội. Chuyến tàu Say Sẩm ở phố hàng đưa hành khách đi đến ga tàu ký ức về Hà Nội. Đặc biệt, chương trình còn mang đến những câu chuyện, góc nhìn của các nghệ sĩ sẩm ở nhiều thế hệ khác nhau. Trong những bộ mặt non trẻ này mà tôi cũng xúc động, vì tôi đã có những lớp dạy cho các cháu là gì, từ 7-8 tuổi cả, cho đến những người trung niên, rồi những người già cũng có. Thế nhưng mà để cảm nhận được nó thì ta phải đổ công một chút, bỏ sức ra một tí. Cố gắng làm sao là gì? Để cho lớp trẻ người ta thấy cái hay, cái đẹp, cái sang và cái trọng nữa. Nghệ thuật hát sẩm không phải tự nhiên ở dân gian mà có. Nghệ thuật hát sẩm là từ cung đình mà ra. Hai truyền thuyết nói về hai hoàng tử. Để rồi thấy là gì? Sẩm của ta có phải đơn giản đâu. Mọi người nghe sẩm thì mọi người nghĩ là nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì sẩm lại bắt nguồn từ những bài thơ thôi ạ. Ai cũng có thể học hát được, chỉ có cái là họ hát hay không ạ. Và ban tổ chức chúng em thì cũng đã có rất là có duyên với sẩm. Mọi người đã từng đưa sẩm để đi thi những cuộc thi về nghệ thuật hay là nghiên cứu sẩm như là một hình thức di sản nghệ thuật trình diễn dân gian. Những người tổ chức, những nghệ sĩ biểu diễn, những khán giả trong tàu điện Say Sẩm này phần lớn đều là những người trẻ thuộc thế hệ ca. Họ trải nghiệm những làn điệu cổ, những dụng cụ âm nhạc của sẩm và cả những câu chuyện Hà Nội 36 phố phường. Cứ như vậy, tình yêu sẩm đã được gieo vào trong lòng mỗi người. Cảm nhận là mình nhắm mắt vào, xong trong đầu chỉ nghe được tiếng sẩm thôi ạ. Thật ra thì em cũng đã được nghe sẩm ở trên mạng rồi. Em thấy cái hát sẩm rất là hay. Các bạn ấy coi sẩm nó là một cái gì đó có thể kể cho cái thế hệ bây giờ về một cái quá khứ đã qua. Nhưng mà nó vẫn còn đậm, có thể nói là nó đem được cái hơi thở của cái truyền thống vào trong đương đại. Cái cách mà các bạn ấy hát sẩm nó rất là tươi mới, nó có cái hơi thở của cái thế hệ trẻ. Có thể là vẫn như cái ngôn từ đấy, nhưng mà các cái tiết tấu, cái cách các bạn ấy hát, cái cách các bạn ấy thể hiện, nó đầy cái sức sống của tuổi trẻ. Có một thời, sẩm tàu điện gắn liền với những câu chuyện tình hay tâm trạng của du khách đi tàu và cuộc sống nghèo khổ của người lao động. Còn ngày nay, dưới góc nhìn và thể hiện của những người trẻ Hà Nội, tiếng sẩm không chỉ là âm nhạc mà còn là văn hóa, phương tiện giao tiếp mới, tạo ra nhiều tiếng cười và niềm vui.